Hello, chào bạn và chào bạn trở lại với kênh Quân Mobile Mobile Việt. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi vị tướng du béo Zuka của chúng ta. Thì thực sự đây là vị tướng cũng khá đen đủi khi mà nó ra mắt ở trong thời đại sát thủ. Zuka là mưa làm gió với sức mạnh gọi là quá bá đạo. Thì đến cái phiên bản đấu trường danh vọng thì sức mạnh của Zuka bị giảm chút xíu ở cái chiêu thứ nhất là đoạn đá bổng anh em. Đó. Thì Zuka đã không còn bá đạo như trước nữa. Cái chiêu thứ nhất là bổng rất nhiều sát thương, bởi vì thường là mình sẽ bắt cái chiêu loạn là bổng trước mà anh em ơi. Và thậm chí đến cái phiên bản là mới nhất thời đại xạ thủ bây giờ thì Zuka bị giảm sức mạnh ở chiêu thứ hai là chiêu phi tấn kích. Cái khả năng làm choáng khống chế giảm từ 1 giây xuống còn 0,75 giây. Ê, thơm. Có tuyệt vời ông mặt trời anh em ơi, cướp được mùa xanh của Murat thì bạn chắc là thế rồi. À, bắt ngộ không? Rồi, không đủ sát thương. À, như vậy là điều chúng ta quan tâm là ở trong phiên bản mới, phiên bản sắp tới thì bên Đài Loan họ sẽ cập nhật vào ngày hôm nay, ngày 16 anh em ơi. Đó, thì Zuka bị giảm hay tăng. thực ra thì thông báo cho các bạn tin rất là buồn, bởi vì Zuka sẽ bị giảm cả hai chiêu thức, đó là chiêu loạn đá bổng và chiêu phi tấn kích, cả hai đều giảm cùng một lúc. Cái này là giảm thậm tệ nha anh em, chứ không phải là giảm như các lần trước là giảm từng tí một. Bây giờ giảm một phát, giảm một mạch, giảm thẳng luôn. Đó, loạn đá bổng của chúng ta sẽ bị giảm cái lượng sát thương vật lý ở các chiêu thức từ level 1 đến level 6. Giảm tầm từ 10 đến 35 sát thương vật lý nha. Đó, lượng sát thương vật lý giảm thì có chút xíu thôi, nhưng mà các bạn đừng tưởng là giảm xíu thế. Ý rồi. Ok, một pha gọi là trầm trọng lực hết sức chuẩn xác. Đấy. Bắt làm sao được Zuka với khả năng cơ động hay quá. Mina hút được rồi. Rất là may. Murat chưa kịp ảo ảnh chảm thì đã sắp mắt rồi. Zuka vẫn cái sở trường là đó là lúc nùm và phi thân ra một cách bất ngờ để bắt các vị tướng xạ thủ hoặc sát thủ tiền bạc đánh pháp sư một cách hết sức dễ dàng. Rồi. Đây, chỉ cần bạn là đi qua đây là sắp mắt tới mình. Đó. Ê, trời ơi. Lỗi rồi anh em ơi. Pha đấy để chạy thoát là có là phí. Và tốc biến rất là hay. Rồi. Chí mạng. Wow. Đây thì mình có trầm trọng lực của pha đấy là sắp mặt của mình đấy. Và rất tiếc là chưa có nha. Như kiểu là phiên bản mùa 3, phiên bản thời đại sát thủ thì mùa không thì nhìn thấy Zuka thì chạy sấp mặt ngay. Nhưng mà bây giờ thì vẫn có thể đứng lại chiến đấu. Rồi. Cái chiêu bạn là bổng bị giảm sức mạnh sát thương từ 10 đến 35 điểm ở các level 1 đến level 6 nha. Thứ hai đó là khả năng khống chế của chiêu phi thân kích tiếp tục bị giảm thêm một lần nữa. Ví dụ ở cái phiên bản thời đại sát thủ, cái phi tấn kích sau khi dùng kỹ năng anh em đánh thường phát thì sẽ khống chế tướng địch 1 giây làm choáng. Nhưng mà phiên bản thời đại xạ thủ chỉ còn 0,75 giây thôi. Và phiên bản tiếp theo, phiên bản cái gì mà thiên chúa chúa giáng lâm hay kiểu gì vân vân, mình cũng chưa dịch được cái đoạn đấy, thì cái thời gian làm choáng của Zuka chỉ còn có 0,5 giây thôi, bị giảm một nửa so với phiên bản thời đại sát thủ. Và cái lượng giảm bằng cái lượng giảm của phiên bản thời đại sát thủ nha. Thời đại sát thủ 0,75 giây các bạn vẫn thấy còn rất bá ấy. Đầu gọi ngộ không chơi trị. Đùa của đấy là xíu hắn sắp mặt mình ngộ không nha mà. Thì thực ra thì thời đại sát thủ thì ngộ không làm sao mà làm đánh nhau với Zuka. Bây giờ các bạn đánh ngộ không hay thì vẫn có thể là lật kèo được khi kèo solo với Zuka nhá.
Nói chung là Zuka không cẩn thận cái khi là bị không hành đấy anh em ơi. Rồi đây, 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 có em thao lát rồi. Rồi, chạy về đâu? Ơi người đẹp. À, Joker, Joker, Joker ấy. Rồi, thế thôi. Không nên quá ham hố nha. Và tiếp tục chúng ta lại lúc nùm. Sở trường mà lúc nùm anh em. À, mình nghĩ là bị giảm thuận tệ thì không biết các mùa sau thì các bạn có còn chơi Zuka nhiều như bây giờ nữa không. Chứ thực sự thì bị giảm hai mùa liên tiếp thì Zuka vẫn còn rất là mạnh, bởi vì cái khả năng cơ động của các bạn đánh Zuka nhuần nhuyễn rồi, thuần tay rồi, combo chuẩn rồi thì vẫn còn hết sức bá đạo nha. như kiểu mình đang chơi Zuka phiên bản thời đại xạ thủ nha. Đó, các bạn mới thấy là một combo của Zuka lượng sát thương vẫn rất rất là nhiều. Đó, chỉ cần các bạn lên xuyên giáp, đó là lượng sát thương rất nhiều rồi. Ok. Thật là buồn quá đi mà anh em ơi, giảm sức mạnh liên tiếp. Thì không biết bên bản chính server mặt trời của Liên Quân Mobile Việt Nam thì bao giờ sẽ cập nhật. Đó, nhưng mà mình nghĩ gì chắc cũng sớm cập nhật thôi. Đó. Và mùa năm ở Việt Nam thì ngang mùa 6 ở bên bên Đài Loan rồi. Bởi vì Việt Nam có lẽ là sẽ không reset danh mà có lẽ là sẽ cập nhật phiên bản mới luôn. Đấy. Mình nghĩ là như vậy. Chỉ đoán thôi anh em ơi, còn cái quyết định là do hội đồng Liên Quân Mobile. Chạy về đâu ấy. Trầm trọng là không tới. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Gặp Zuka thì nói chung là chạy hết đi các bạn. Đó, Zuka vẫn còn bá đạo ở phiên bản thời đại sát thủ. Mặc dù nó đánh khó hơn chút xíu thôi. Và khả năng solo của Zuka bây giờ nó cũng không được mạnh như trước nữa. Rồi, team bắt đầu chửi nhau rồi, ôi. Các bạn đừng tính tự tin và không đánh phú nha. Không nên chửi nhau như vậy, đánh sẽ mất hòa đồng rồi. Nhiều các bạn tính dỗi hay dỗi thì AFK đi phá game thẳng hạn, thực sự thì nó rất là đáng tiếc. Tự nhiên lại mất một trận đấu hay đó. Mình xin nhắc lại là Zuka bị giảm sức mạnh cả hai chiêu loạn bổng, loạn đà bổng và phi thân kích. Trời ơi, bạn Diu ham mạng quá. Tính ham mạng phải ngang mình ý. Giảm khả năng khống chế ở phi thân kích, giảm sát thương ở loạn đà bổng, khiến Zuka của chúng ta bây giờ sẽ càng khó khăn hơn với việc bảo vệ cái top, cái đường solo vô địch. Bây giờ rất nhiều tướng có thể đánh nhau và khắc chế được Zuka. Như vậy thì trong phiên bản mới, phiên bản gì mà xin chúa mình cũng không rõ. Của chúa gì đó bên Đài Loan họ đặt tên là vậy, thì Zuka còn được sử dụng nhiều nữa không? Bây giờ khắc chế thì có thể là Lữ Bố đánh được Zuka. Thậm chí là vẫn vị tướng đánh Zuka dễ dàng của Thò này. Zephyr đấy, Malok đều có thể ba lạt được Zuka nếu các bạn đánh các vị tướng đó chuẩn nhá. Ngộ không về đâu, về đâu. Ôi ôi, quên là đánh thường phát lại quay tay. Ui ui, máu trắng anh em ơi, may thế nhở. Xíu lên bản đánh số rồi. Cẩn thận xe đánh theo sắp mặt. Ok. Mình không biết solo đâu bạn ơi. Đừng dù mình solo. Đùa. Lâu lắm rồi mình không vào map solo này anh em ạ. Giờ thật sự là còn không nhớ map nó như thế nào. Có thay đổi gì không?
À, hôm nào rảnh rảnh thì lại làm một hai trận solo cho vui thôi. Đó lên Slim ơi em ơi. Đó lên nha. Em cứ theo dõi kênh anh thật là đều thì sẽ biết là có lên hay không. Rồi ok. Nói chung là tiếng đánh sốc đam của hai sát thủ kết hợp với nhau là quá bắt ạ. Nói chung là Murat không kịp gọi là thở thì một lo là cái gì. Không bạn ơi, không solo, không solo. Trình Juka của mình chỉ gọi là bình thường thôi. Làm sao múa rìu qua mắt thợ được các bạn được. Ok, và trang bị Juka và bằng ngọc Juka thì mình vẫn là giữ nguyên anh em. Rồi đây. Không choáng rồi. Ở đây choáng trúng cái chúng cái giáo của Slim thì chắc chắn sấp mặt. Rồi lỗi rồi anh em ơi. Ủa không, tàng hình nhanh quá, mình không đánh được phát đánh thường sau khi phi tấn kích. Các bạn cố gắng phải combo phi tấn kích đánh thường loạn động trầm trọng lục đánh thường nhá. Thôi. Ôi trời ơi, ôi thôi trụ trụ sầu quá anh em ơi. Rồi đây, ấy. Rồi. Mình vào mà thấy team bạn đông quá lại đi ra. Vào làm gì lại phải vừa là ra anh em ơi. Không biết là phiên bản tới thì Zuka có được chơi nhiều không? Chứ bây giờ Zuka vẫn chơi rất là nhiều nha. Kéo lát. Rồi, không đến rồi. Ôi ngu rồi, lỗi rồi anh em ơi. Ấy. Thôi, sập mặt. Nhầm, quả đấy mình nói chung là thực sự là combo rất là lỗi. Do tính sai khoảng cách, dùng chiêu nhầm thứ tự. Đáng lẽ mình phải dùng loại là bổng phi thần để áp sát ra. Sau đó mới dùng phi thần kích. Đó. Phải cắt khoảng cách để phi thần kích trúng tiêu. Để đánh thường làm choáng chứ. Như vậy các bạn có thể thấy là cái chiêu phi thần kích sau đó do đánh thường của Zuka nó là hết sức là quan trọng. Chỉ cần mình dùng lỗi một cái là lỗi cả một combo. Như vậy thì trong phiên bản mới Zuka bị giảm 0,5 cái thời gian làm choáng của cái phi tấn kích sau khi dùng kỹ năng và đánh thường được chỉ còn 0,5 giây. Thì các bạn sẽ phải dùng trầm trọng lục thật nhanh thì mới có thể là ấy đến đây. Rồi. Cái lượng sát thương của phi tấn kích vẫn giữ nguyên nhá, chỉ giảm cái thời gian làm cái khống chế thôi. Rồi đó, ok. Như vậy là video clip của mình đến hết rồi. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhá. Bye bye, và nhớ là tập luyện Zuka tốt hơn để trong phiên bản vừa mới Zuka sẽ đánh khó hơn rất là nhiều đó các bạn ơi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.